Nhân dịp xuân đến thì Hải Triều xin kính chúc quý vị độc giả của Sao Star một năm mới an khang thịnh vượng, có sức khỏe. Nói chung là có sức khỏe là trên hết, vì có sức khỏe sẽ làm được tất cả những mọi thứ, và nhất là công việc sẽ tấn tới, tiền bạc thì vô như nước mà tiền ra thì sẽ như rùa. But sorry, một vấn đề là tại hôm nay là Triều có một cái vai ông già, cho nên để cái mặt xinh xắn như vậy để chúc tới quý vị, mong quý vị thông cảm và nhớ cái mặt Hải Triều rất là còn trẻ chứ không có già gì đâu nha quý vị.